Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 240 của bộ truyện tiên nghịch Tập này được mang tên là Tha Tội Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người ở tập trước thì vương lâm lúc này um, cũng có một đoạn thời gian là sống yên biển lặng hắn ở trong quy nguyên tông này thì uh, bắt đầu uh, tu luyện ở uh, đoạn trước phần nữa là cái bản tôn của vương lâm đã đổ kiếp thành công thì lúc này đã có thể gọi là gần được lục tin rồi có một cái uh, tin thứ sáu lờ mở trên trán rồi còn vì phần um, phân thân cái phân thân của vương lâm á, thì lúc này tu luyện, rồi um, bắt đầu tập, luyện chế những cái đan dược, rồi nuốt những cái đan dược nào mà có tác dụng với mình đó. Thì cứ như vậy tu luyện, không biết trải qua bao lâu. Khi trong tay Vương Lâm chỉ còn lại cái viên đan dược cấp 8, thì cũng là lúc hắn tỉnh lại từ trong trạng thái kỳ dị. Vẻ mặt hắn mang theo vẻ mờ mịt ánh mắt nhìn về phía trước, miệng khẽ lẩm bẩm. Nếu dùng lực lượng một người để chứng minh đạo là quá nhỏ, dùng lực lượng của mọi người để chứng đạo cũng chỉ là một phần. Đàn dược của Dương Hải cũng không phải tạo hóa Mà cung cấp cho tu sĩ nhiều cơ hội truy tìm đạo Dùng thú hồn Dùng một phương pháp khác để tìm đạo Tìm quy tắc thiên địa Nhưng nếu so với lôi và vũ Thì cái loại phương pháp này của Dương Hải Đã làm quá trình ngộ đạo trở nên đơn giản hơn rất nhiều Nhưng thú dù sao cũng chỉ là thú mà thôi Nó cũng chỉ cảm ngộ được một mặt thiên đạo mà thôi Cũng không thể tìm hiểu được bản nguyên Trừ khi Dùng nhân hồn luyện đăng hoặc một tồn tại khác vượt hơn hẳn loài thú đi luyện đăng. Phương pháp này có thể làm cho quá trình ngộ đạo trở nên rõ ràng và trực tiếp hơn. Nếu không thì cần phải nuốt rất nhiều đăng dược, lại phải tìm kiếm những ý cảnh cảm ngộ mình cần để chứng minh lẫn nhau. Đạo giống như là một loại tư tưởng vậy, của mỗi người thì lại không giống nhau. Muốn làm cho tư tưởng của mình trở nên phong phú và hoàn thiện thì ngoài chính mình hiểu ra thì cũng cần có những cảm ngộ của người khác để chứng minh. Phải lấy những tinh túy trong đó để tạo thành tư tưởng của chính mình. Tu sĩ dân hải lựa chọn thú hùng Giống như thiên dân tử lựa chọn rất nhiều đệ tử vậy Khi Vương Lâm còn đang mi mang Thì bên ngoài mặt la đại lục Có một luồng cầu vùng vượt qua hư không mà tiến đến Trong cầu vùng là một đám tu sĩ tinh vực cấp 6 Tất cả đều đang tìm kiếm một cách chặt chẽ Lúc này bọn họ đến mặt la đại lục Và tiến vào trong tầng ánh sáng bảo vệ Ngũ độc môn trên tinh vực cấp 6 là một phương thế lực tương đối mạnh trong những tông phái cung cấp. Tông phái này luôn kèn cửa với Hoa Thanh Tông, hai bên thường xuyên xảy ra những xung đột và tranh chấp. Triều Hải, thân là đệ tử hạch tâm của ngũ độc môn, tuy tu vi của gã không cao bằng độc bà tử, nhưng cũng được là tỉnh niết sơ kỳ và được liệt vào hàng ngũ những cường giả của tông phái, được môn phái coi trọng. Lúc này vẻ mặt Triều Hải rất âm trầm, trong mắt lóe lên lam quang, luôn sáng này nhìn qua thì rất đẹp, nhưng thực tế thì đây chính là ánh mắt của những đệ tử ngũ độc môn tu luyện lam độc Triều đạo hữu vẫn luôn âm tàn bất lộ Kẻ không biết thật giả sẽ nhìn không ra được Bất kỳ điểm manh mối nào đó Giọng nói âm dương quái khí Được phát ra từ trong miệng tu sĩ H.I Đứng bên cạnh triều hải Tin tu sĩ H.I này là một người đàn ông Nhưng trên mặt lại có một chút son Làm cho người ta cảm thấy kỳ dị Giống như là giọng nói của nữ vậy Trong mắt triều hải lại lóe lên hàng quang Gã nhìn chầm chầm vào tu sĩ H.I kia Rồi trầm giọng nói Triệu Vũ, trên đường đi ta vẫn luôn nhịn ngươi đó. Nếu mà ngươi vẫn còn liên tục mở miệng chăm chọc thì đừng trách ta không khách khí đó. ngũ độc môn thật là uy phong mà. Triệu Mổ cũng muốn xem ngũ độc môn của ngươi bây giờ có dám cùng má tụng đảo chúng ta khai chiến hay không? Tên tu sĩ H. y kia mỉm cười, nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng. Lam quan trong mắt Triệu Hải lại càng trở nên nồng đậm. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên bên cạnh hai người này. Đủ rồi, ba người chúng ta được thay mặt cho môn phái Chính mình đến đây truy tìm phản đồ của ngũ độc môn Cũng đừng nên tranh đấu với nhau nữa Kẻ nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên Tên này có tu vi tỉnh niết trung kỳ Giá vừa mở miệng thì Triều Hải và Triệu Vũ đều trở nên âm trầm Hai tên này đều coi nhau như kẻ thù Đều phải áp chế luận nguyên lực trong cơ thể chính mình xuống Người đàn ông trung niên này chính là một đệ tử hạch tâm của tông phái đệ nhất tinh vực cấp 6, đạo Pháp môn người ngũ độc môn vì chuyện của độc bà tử mà rất khó giải thích rõ ràng cuối cùng phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới miễn cưỡng vượt qua chuyện này nhưng bọn họ cũng không thể để cho người đệ tử hạch tâm trong môn phái bị những tông phái khác bắt đi như con tin nếu trong khoảng thời gian ngắn mà không tìm được độc bà tử thì ngũ độc môn sẽ gặp phải tai họa rất lớn sau ba người bọn họ còn có một vài đệ tử hạch tâm của các môn phái khác đám người này hóa thành từng luồng cầu vồng phá vỡ từng phòng hộ của mặt la đại lục rồi hàng lâm xuống. Triệu Hải, Triệu Vũ, hai người các ngươi đi theo ta đến Quy Nguyên Tông. Những đệ tử còn lại phân tán ra tìm kỹ từng tức đất trên mặt la đại lục cho ta. Không được bỏ qua bất kỳ địa phương nào, nếu có phát hiện gì thì lập tức cảnh báo. Giọng nói của người đàn ông trung niên kia rất bình tĩnh, nhưng lại có sự uy nghiêm rất thật. Những đệ tử bốn phía lập tức xưng dạ, tất cả đều tản ra đi truy tìm khắp bốn phía mặt la đại lục những ngày gần đây bọn họ đến khắp các đại lục đều phải kiểm tra thế này nên đã quá quen thuộc rồi ba người đàn ông trung niên thì tán tu vi rồi phóng thẳng về phía quy nguyên tông ba luồng cầu vồng xẹt qua không trung phát ra những tiếng nổ ầm ầm như sấm động không lâu sau ba người đã dùng phương pháp cực kỳ kiêu ngạo để đi đến không trung trên quy nguyên tông tất cả tu sĩ quy nguyên tông đều đã phát hiện ra điều này lữ yến phi lý hướng đông và hai trưởng lão Dẫn tất cả tu sĩ phóng lên bầu trời quy nguyên tông nên đón Những ngày gần đây Bọn họ cũng có nghe nói đến những chuyện xảy ra trên tinh vực cấp 5 Cũng biết được những tinh vực cấp cao đang xâm nhập vào những tinh vực cấp 5 Để kiểm tra phạm vi lớn Nhưng với tu vi và địa vị của đám người Lữ Yến Phi Thì không thể biết được cụ thể đối phương đang tìm kiếm thứ gì Lý Hương Đồng hít vào một hơi thật sâu Trong nháy mắt khi đám người kia phóng tới Thì ôm quyền, cung kính, nói Quyên nguyên nguyên trong tham kiến thượng vực tông phái hai lão già và lữ yến phi bên cạnh cũng đều âm quyền tại họ phùng bộ sơn người đạo pháp môn người đàn ông trung niên kia cũng âm quyền rồi trầm giọng nói không ngờ ở đây lại được nhìn thấy mỹ nhân đẹp đến mức này tin đàn ông trung niên âm dương quái khí đảo mắt nhìn về phía lữ yến phi rồi mở miệng nói tiểu mỹ nhân ta là triệu vũ người ma tùng đạo triệu hải người ngũ độc môn vẻ mặt triều hải vẫn âm trầm mắt phải của gã chợt lóe lên lâm quan rồi nhìn thoáng qua đám người quyên nguyên tông ở trước mặt lý hướng đông hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn thoáng qua hai vị trưởng lão bên cạnh tất cả đều nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương bà tông phái vừa mới được đám người kia xưng danh đều hầu như chiếm cứ gần bốn phần thế lực của tinh vực cấp sáu với mức độ hùng mạnh của bọn họ thì muốn tiêu diệt quy nguyên tông chỉ cần dùng ý niệm mà thôi ba người lý hướng đông còn như vậy thì chưa nói đến đám đệ tử đứng phía sau triều hải đảo mắt nhìn qua đám đệ tử quy nguyên tông đang phải rung rẩy và cúi đầu không dám nhìn thẳng kia chỉ có lữ yến phi vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nàng cũng không nói câu gì lý hướng đông áp chí tâm thần lão miễn cưỡng cười cười rồi ôm quyền nói à, không biết thượng vật trong phái tới đây là chuyện gì ha nếu cần đến quy nguyên tông thì chúng ta nhất định xuất toàn lực trợ giúp Triệu Hải kia hừ lạnh một tiếng rồi tiến về phía trước một bước, gã trực tiếp phóng đến bên cạnh một tên đệ tử Quy Nguyên Tông, tay phải khẽ điểm lên người tên đệ tử này, nhanh như chớp, thân thể tên đệ tử Quy Nguyên Tông lập tức rung rẩy, gã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức văng thẳng ra rồi rơi xuống. Tình cảnh này đột nhiên xảy ra, làm cho vẻ mặt tất cả tu sĩ Quy Nguyên Tông biến đổi. Tôn Vương dùng ánh mắt tức giận đảo qua ba tên bên kia, thân thể mềm mại lóe lên rồi phóng thẳng xuống đỡ lấy tên đệ tử quy nguyên tông bên dưới tên đệ tử quy nguyên tông này vẻ mặt tái nhợt thân thể run rẩy trên mặt bốc lên từng luồng lam quang giống như đang phải chịu đựng nỗi đau khổ kinh khủng nhưng không thể mở miệng kêu lên một tiếng nào tông phái thường giật ra tay đánh trọng thương một tên đệ tử nguyên anh chẳng lẽ đây là mục đích các người đến đây hay sao ánh mắt lữ yến phi trở nên lạnh như băng nàng chậm rãi nói trên mặt phùng bội sơn lộ ra nụ cười gã lắc đầu nói con đạo hữu quy nguyên tông đừng có nóng vội thực ra chuyện này có liên quan rất lớn bắt buộc tất cả tông phái trên tinh vực cấp 6 cùng lên đường tìm kiếm một người kẻ này rất giỏi ẩn náu đồng thời cũng là một thân độc công vừa rồi triệu đạo hữu phải ra tay vì trên người vị tiểu bối đệ tử quy nguyên tông kia có dấu hiệu độc công đó mà ánh mắt lữ yến phi lại càng trở nên lạnh như băng nàng nâng tay phải lên điểm một chỉ hư không hướng về phía tên đệ tử quy nguyên tông thân thể tên đệ tử lập tức chấn động trên mi tâm xuất hiện một cái vòng xoáy không lâu sau thì nguyên anh bay ra trên nguyên anh của tên đệ tử này là linh hồn một con rắn nhỏ màu đỏ đây vốn là linh thú của gã nhưng lúc này con rắn nhỏ đã rất yếu giống như sắp chết đến nơi ngay cả nguyên anh của tên đệ tử quy nguyên tông hầu như cũng trở nên trong suốt vẻ mặt triều hải vẫn âm trầm như trước ánh mắt của gã đảo qua nguyên anh của tên đệ tử kia rồi không nhìn lại nữa lúc nãy mắt phải triệu hải lấp lánh lam quang gã tiếp tục đảo ánh mắt về khắp các đệ tử quy nguyên tông một lát sau gã mạnh mẽ quay đầu lại thân thể lại tiến về phía trước một bước phóng thẳng về phía tôn vương đang đỡ tên đệ tử bị trọng thương vẻ mặt tôn vương lập tức biến đổi với tu vi của nàng thì căn bản là không có cách nào phản kháng trên mặt lữ yến phi lóe lên sát khí nàng hóa thành cầu vồng rồi trực tiếp phóng đến gần tay phải nàng bấm quyết rồi vung lên trong hư không một luồng gió lạnh lập tức xuất hiện rồi thổi ào ào về phía triều hải triều hải cười lạnh mắt phải lóe lên lam quan trên người lập tức huyển hóa ra bảy dấu ấn màu lam những dấu ấn này vừng quanh thân thể gã cũng không thèm để ý đến luồng gió lạnh kia mà trực tiếp phóng thẳng về phía trước không do dự những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên bùng lên vang vụng Trong nháy mắt khi gió lạnh muốn cuốn lấy triều hải thì tự dưng tan vỡ khoảnh khắc không còn gì ngăn cản triều hải đã đứng trước mặt tung vân rồi sát khí trên mặt lữ yến phi lại càng trở nên nồng nặc tôn vương là đệ tử của nàng nếu trơ mắt nhìn kẻ khác ra tay làm trọng thương thì nàng sẽ không thể chịu đựng được khi nàng đang định ra tay thì vẻ mặt của lý hướng đông và hai lão già bên cạnh cũng trở nên âm trầm tất cả đều muốn ngăn cản trù hải dù sao tôn Vân cũng không thể so sánh với đệ tử bình thường mà chính là đệ tử hạch tâm của quy nguyên tông khoảnh khắc này trong mắt phụng bội sơn đệ tử hạch tâm của đạo pháp môn bùng lên tinh quang gã mở miệng quát khẽ một tiếng người quy nguyên tông nếu quấy rầy đến công việc tìm kiếm của chúng ta thì tự gánh chịu lấy hậu quả đó một tiếng quát vang lên kinh thiên động địa thiên địa nổ tung những tiếng sấm sét vang lên giống như trong âm thanh này có ẩn chứa quy tắc thiên địa và tồn tại một luồng thần thông vô cùng kỳ dị thậm chí khi âm thanh kia vang lên thì mặt đất cũng phải rung rẩy mây trên bầu trời cũng dùng lại với nhau rồi huyễn hóa thành những con sóng gợn truyền ra khắp bốn phía tiếng quát vang lên làm tất cả đệ tử quy nguyên tông chấn động thân thể miệng mũi đều trào ra máu tươi hai lỗ tai vang lên những tiếng ù ù dù là thân thể bốn người lữ yến phi và lý hướng đông cũng bắt buộc phải khựng lại trong tiếng quát của phùng bội sơn trong mắt triệu vũ lóe lên vẻ khinh thường ánh mắt đảo xuống quy nguyên tông ở phía dưới rồi lướt qua từng căn lồ gã đột nhiên hướng mày nhìn về phía khu vườn phía nam của quy nguyên tông lúc này thân thể đang nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tái nhợt của tôn vân gã dùng giọng âm trầm hỏi cô gái nè trên người ngươi sao lại có mùi vị ngư tinh thảo vậy loại cỏ độc này chỉ sinh trưởng ở sào huyệt của mảnh thú cấp 6 mà thôi không thể sống ở bất kỳ nơi nào khác được với tu vi của đám người quy nguyên tông các ngươi căn bản là không thể nào đoạt được mùi vị của loại cỏ này trên người của ngươi rất mới ngươi lấy nó từ đâu vậy vẻ mặt tôn vương trở nên không còn chút máu lâm quan trong mắt của triệu vũ lóe lên bùng ra một luồng uy áp nồng đậm làm tâm thần nàng liên tục chấn động nàng nghe như vậy thì đảo mắt nhìn về phía sư tôn cách đó không xa trên mặt trù hải lộ ra nụ cười âm trầm gã quay đầu lại chuyển ánh mắt lên người lữ yến phi lữ đạo hữu triệu mổ phải nghe lời giải thích của ngươi chúng ta thân là giảng bối cũng không có tu di xông vào sào huyệt mãnh thú cấp 6 để đoạt được dược thảo gì nhưng chẳng vì vậy mà trưởng bối quy nguyên tông không làm được điều này ngư tin độc thảo này là do sư thúc tổ ta mang về lữ yến phi bình tĩnh nói sư thúc tổ hả ánh mắt triều hải lại lóe lên mang theo vẻ khinh thường thưởng thức gã đảo quanh khắp bốn phía gã chậm rãi cúi đầu nhìn về khu vườn phía nam của quy nguyên tông thường thể gã tiến về phía trước một bước rồi phóng thẳng về phía đó tốc độ của triều hải cực nhanh nháy mắt đã tiến vào trong khu vườn phía nam trong nháy mắt khi triều hải tiến vào vùng cấm địa phía nam quy nguyên Tông thì đột nhiên chấn động trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ khu vườn trước mặt và thế giới bên ngoài giống như được phân thành hai giới khác biệt sau khi tiến vào trong gã cảm nhận được ở đây là một dược viên rất tầm thường nhưng mà lại được bao phủ bằng một luồng khí thức làm tâm thần của gã trở nên rung rẩy giống như trong dược viện này tồn tại một mảnh thú hùng mạnh chỉ cần khí thức này bùng ra thôi cũng đủ để làm cho toàn thân của gã tuôn ra máu Đến người thì phải nhận hậu quả đó Âm thanh lạnh như băng Không có chút tâm tình nào vang lên như gió lạnh Thổi qua Rồi truyền vào trong tay của Triều Hải Khoảnh khắc này gương mặt Triều Hải Đột nhiên sinh ra biến đổi lớn vẻ mặt lập tức tái xanh Cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ khắp toàn thân Gã lùi về phía sau không chút do dự Muốn rời khỏi khu vườn đáng sợ này Nhưng khoảnh khắc này Thân thể của gã lại cảm giác được Một luồng lực lượng không thể tưởng tượng nổi đang đánh thẳng đến như là núi đè phóng thẳng đến ngực rồi nổ ầm một tiếng triều hải phun ra máu tươi bị ném ra phía sau trong cơ thể của gã liên tục vang lên những âm thanh ầm ầm máu tươi phun ra như suối một mảnh áo trước ngực của triều hải vỡ nát bên trong lộ ra một dấu bàn tay đen kịch khắc vào rất sâu mảnh áo trước ngực vỡ vụn ra hòa vào làn sương máu rất tương xứng với dấu chữ màu đen thân thể triều hải từ trong khu vườn phía nam văng ra ngoài trong khoảnh khắc này một luồng sinh cơ vô hình từ trên dấu chưởng đen kịch trước ngực của gã bay ra. Chỉ trong nháy mắt, thân thể triều hải đã héo rũ xuống giống như là một bộ hài cốt. Luồng sinh cơ này hình như được một lực lượng vô hình điều khiển. Nó phóng thẳng tới tên đệ tử Nguyên Anh của Quyên Nguyên Tông. Thân thể tên này đột nhiên rung rẩy làm quan trên mặt tiêu tán rồi khôi phục lại như bình thường. Một tiếng phịch vang lên, thân thể triều hải rơi thẳng xuống đất, vẻ mặt xám như tro tàn thân thể liên tục coi rúm lại và ánh mắt lộ ra sự sợ hãi nồng nặc không gian bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh yên ắng đến mức đáng sợ triệu vũ của ma tùng đạo hít vào một hơi thật sâu trong mắt bùng lên những luồng hào quang kinh hoàng gã nhìn chằm chằm vào khu vườn phía nam quy nguyên tông rồi vô thức lùi ra sau mấy trượng gã không thể ngờ tên sư thúc tổ của quy nguyên tông lại có tu vi khủng bố đến như vậy nghĩ đến lời nói ngã ngớn của mình trước đó với lữ yến phi Triệu Vũ lại cảm thấy da đầu trở nên tê dại. Gã cũng không phải ham mê sắc đẹp của Lữ Yến Phi mà chẳng qua chính mình có tính cách như vậy. Hơn nữa trước nay, gã đi đến những tông phái cấp 5 đều được người ta cung nghênh, đều được cung kính, hầu như đều có thể vuốt ve. Nguyên Nguyên Tông này lại có cường giáo hùng mạnh như vậy sao? Đồng tử trong hai mắt Phùng Bội Sơn coi rút lại, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Lão quái có thể đơn giản làm triều hải trọng thương thì tuyệt đối không phải là loại bình thường. Ai cho các ngươi quyền đánh người quy nguyên tông của ta vậy? Âm thanh lạnh như băng lại vang lên giữa đất trời, không giống như tiếng quát của Phùng Bội Sơn lúc nãy, cũng không có những tiếng gào thét vang vọng đất trời gì. Nhưng cái lời nói bình thản này lại giống như có người đang cầm đau sắc đâm thẳng vào lòng đám người Phùng Bội Sơn, Triều Hải, Triệu Vũ. Không gian bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, giọng nói này mang theo luồng uy áp vô cùng đáng sợ. Những tiếng bước chân sột soạt vang lên, vương lâm chắp tay sau lưng từ trong khu vườn phía nam chậm rãi đi ra lúc này mái tóc của hắn không phải màu trắng mà lại có màu đen rồi liên tục phất phơ vẻ mặt không nhìn rõ là buồn hay vui hai mắt như nhật nguyệt người nào nhìn thấy hắn đều sinh ra một loại cảm giác giống như nguyên thần đang bị người ta hút đi giống như đang đứng trong hư ảo không thể phân biệt được những ảo giác thật giả loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu không ai có thể nói cho rõ ràng nhưng lại có thể cảm nhận được rất rõ Hình như tất cả đất trời chỉ cần một ý niệm của kẻ này là tiêu tán, là thay đổi. Thực giả đang xen vào nhau rồi tạo thành một vùng tuần hoàng. Ý cảnh đạo! Vẻ mặt của Phùng Bội Sơn trở nên tái nhợt. Gã có tu vi cao nhất, đồng thời cũng là đệ tử hạch tâm của tông phái cấp 6, nên vừa liếc mắt có thể nhìn rõ vừa rồi tên sư thúc tổ của Quy Nguyên Tông đã thi triển ý cảnh đạo. Gã càng cảm thấy đáng sợ, chính là đối phương rõ ràng không xuất ra toàn lực, mà chỉ là tự nhiên giống như là vung tay nhất chân. Đạo bùng ra theo lời nói, cảnh giới này đã cao hơn rất nhiều so với tiếng quát khi nãy của gã rồi. Trọng điểm nghiên cứu của đạo Pháp Môn chính là một chữ đạo. Trong ký ức của Phùng Bội Sơn cũng chỉ có đại trưởng lão cao nhất môn phái mới có được thần thông, đạo tùy thân động như vậy. Người đứng ở đâu thì ở đó có đạo. Phùng Bội Sơn vô thức lùi ra sau vài bước, trong đầu lại hiện ra một câu nói của đại trưởng lão. Người sau, vương lâm bình tĩnh đi đến bên cạnh thân thể đang dễ dụa của triều hải hán cúi đầu xuống giống như đang nhìn một con kiến vậy thân thể triều hải lại run rẩy đặc biệt là khi vô thức nhìn vào mắt của vương lâm thì thân thể lại càng chấn động dữ dội tất cả mọi thứ trước mặt triều hải đột nhiên trở nên hư ảo giống như người đánh gã trọng thương đã trở thành thiên địa mà chính gã lại chỉ là một tồn tại vô cùng nhỏ bé trong đất trời mà thôi trái tim của triều hải đập lên thình thịch khí thế của tâm thần giống như dời sông lấp biển gã không nhìn rõ tu vi của người trước mặt này nhưng lúc này gã lại cảm nhận được dù tất cả các trưởng lão của ngũ độc môn hay thậm chí là trưởng môn cũng không thể làm chính mình sinh ra những cảm nhận đáng sợ như vậy được vương lâm thu hồi ánh mắt lại rồi nhìn về phía bầu trời hắn đảo mắt nhìn qua triệu vũ ma tùng đạo rồi bình tĩnh nói người thì sao Triệu Vũ vô thức liếm môi rồi đảo mắt nhìn qua Triệu Hải đang dễ dụa trên mặt đất. Gã lại nhìn sang Vương Lâm, vẻ mặt lập tức trở nên cung kính. Giảng bối Triệu Vũ ma tùng đạo, tham kiến tiền bối. Triệu Vũ lập tức ôm quyền với vẻ mặt cực kỳ cung kính. Gã cố gắng che giấu nỗi sợ hãi nhưng lại không dám nhìn vào mắt của Vương Lâm. Người thì sao? Vương Lâm đảo mắt nhìn lên người Phùng Bội Sơn đạo Pháp Môn. Vẻ mặt Phùng Bội Sơn lập tức tái xanh Gã cung kính ôm quyền rồi khẽ nói Xin tường bố thứ tội Trước đây không phải người có nói là Nếu bọn họ ngăn cản đám người các ngươi Đến trọng thương đệ tử quy nguyên tông của ta Thì sẽ phải nhận lấy hậu quả hay sao Vương Lâm lạnh lùng nhìn Phùng Bội Sơn Tráng Phùng Bội Sơn đổ đầy mồ hôi Cũng không dám nhìn vào mắt của Vương Lâm Gã mơ hồ cảm giác được Nếu người đứng trước mặt mà tức giận Thì với tu vi của chính mình Chắc chắn sẽ chết trong nháy mắt sau khi trầm tư trong chốc lát, Phùng Bội Sơn cắn răng, nâng tay phải lên, hung hăng vỗ vào ngực của mình. Một tiếng ầm vang lên, thân thể gã rung rẩy rồi phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt của gã trở nên tái nhợt, nguyên thần chấn động nhưng lại không bị tổn thương nhiều. Ôi sơn tiền bối động. Bố Phùng Bội Sơn không lau vệt máu trên khóe miệng mà chỉ cười khổ rồi nói. Vẻ mặt của Vương Lâm vẫn bình tĩnh như thường. Hắn nhìn về phía Triệu Vũ. Triệu Vũ cười khổ, ngay cả phụng bội sơn cũng không dám trêu chọc người này thì chính mình cũng không dám đụng vào hơn nữa trước đó gã căn bản là không thể thấy được người này ra tay như thế nào mà đánh triệu hải trọng thương văng ra ngoài nếu mình phản kháng thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào triệu vũ cắn răng nâng tay phải lên vỗ thẳng vào ngực mình gã phun ra máu tươi lui người về phía sau vài bước rồi hướng về phía vương lâm ôm quyền cung kính nói xin từ bối bốc giận Tình cảnh này lập tức làm cho tất cả quy nguyên tông ở khắp bốn phía trở nên kích động. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vương Lâm mang theo sự sùng kính nồng nặc. Ngay cả đám người Lý Hướng Đông cũng giống hệt như vậy. Các người có thể tiếp tục tìm kiếm. Vương Lâm khẽ nói. Không cần. Phùng Bội Sơn vội vàng mở miệng, nhưng gã chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Lâm cắt ngang. Tìm xong lập tức cút ra khỏi mặt là đại lục ta. Dạ, Phùng Bội Sơn cười khổ, gã biết những hành động vừa rồi của ba người phía mình đã chọc giận vị sư thúc tổ quy nguyên tông này. Nếu để cho sư môn biết mình đắc tội với một lão quái đạo tùy thân động này thì chắc chắn sẽ bị trách phạt. Dù là sư môn cũng không muốn đơn giản, muốn đắc tội lớn với tu sĩ đại thần thông như vậy. Hơn nữa vị tiền bối này ra tay thì tu nhiên như triệu hải cũng bị trọng thương nữa. Nhưng mà trên thực tế thì trọng thương và chết cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Nếu mà cái vị tiền bối này muốn giết người thì triệu hải đã chết rồi. Phùng Bội Sơn thầm than một tiếng rồi nhớ lại những lời căn dặn của sư tôn trước khi đi. Sư tôn của Phùng Bội Sơn từng nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong vương hải tinh vực có rất nhiều lão quái đại thần thông ẩn tàng. Những người này thường hay di cư. Trong tinh vực cấp 5 cũng có một vài tên. Hơn nữa những tôn phái cấp 5 cũng được truyền thừa rất nhiều năm. Trong đó thường có những người trước kia đã bỏ đi, nhưng tu vi kinh thiên động địa. Những kẻ này thường không muốn lưu danh, nhưng nếu gặp được thì phải cẩn thận đối đãi. Cho nên nếu được tìm kiếm này mà gặp phải những lão quái thì khách khí giải thích mục đích của mình không nên đắc tội với bọn họ. Phùng Bội Sơn cung kính cáo lui, nhưng sau đó lại trở nên trầm ngâm, rồi cẩn thận tìm khắp một lượt trên mặt la đại lục. Cuối cùng tất cả các đệ tử đều tập trung lại một vị trí, không có bất kỳ phát hiện gì. Phùng Bội Sơn đỡ lấy Triệu Hải cùng Triệu Vũ, dẫn theo tất cả đệ tử rời khỏi mặt la đại lục. Mãi đến khi lao ra khỏi từng phòng hộ, tiến vào tinh khung, thì trong lòng Phùng Bội Sơn và Triệu Vũ mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn Triều Hải sau khi nuốt vào vài viên đan dược thì đã có thể miễn cưỡng tự phi hành. Nhưng vẻ mặt của gã vẫn rất tái nhợt, mơ hồ có cái loại cảm giác nghĩ mà sợ. Triệu Đạo Hữu nào, có thể nói rõ vị tiền bối kia ra tay thế nào khi người tiến vào khu rừng phía nam đó không vậy? Phùng Bội Sơn trầm giọng nói. Đối với tình cảnh sinh tử vừa xảy ra với chính mình, Triều Hải vẫn còn kinh hoàng Gã lập tức trầm mặt rồi khẽ nói Tiêu diệt của vị tiền bối kia Ít nhất cũng trên toán đi trung kỳ Ta cũng không nhìn thấy vị tiền bối kia ra tay như thế nào cả Nhưng khi ta tiến vào khu vườn phía nam Thì lập tức cảm nhận được Một luồng nguyên lực thiên địa không thể nào tưởng tượng được Bị người ta điều khiển phóng đến người Tất cả nguyên lực hóa thành chưởng ấn Rơi vào trong lòng ngực của ta Nói xong gã cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực của chính mình Dấu trưởng bên trên vẫn còn đen kịch Độc công sao? Triệu Vũ đột nhiên mở miệng hỏi Triệu Hải khẽ lắc đầu rồi khẽ nói Trên người vị tiền bối kia không có bất kỳ dấu hiệu độc công nào Không những độc bà tử mà ngay cả độc phiên tử cũng không có khí thế và tu vi như vậy Vừa rồi ta cũng âm thầm quan sát bọn tu sĩ Quy Nguyên, Nguyên Tông Cảm giác được sự sùng kính và vinh quang của bọn họ không phải là giả Vị tiền bối này chắc chắn là sư thúc tổ của Quy Nguyên, Nguyên Tông rồi Đúng vậy Phùng Bội Sơn gật đầu rồi trầm giọng nói nếu là người có liên quan đến độc bà tử Hoặc là cái loại người biết đến Đan Phương và Ngọc Giảng Thì vị tiền bối này nhất định sẽ không làm như vậy Hắn sẽ phải ẩn giấu rồi Đợi đến khi chúng ta kiểm tra xong mới xuất hiện Dù sao với tu di của hắn Cũng có thể làm điều này rất dễ dàng Triệu Vũ khẽ gật đồ Gã nhớ tới việc vừa rồi mà trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi Tu di của sư thúc tổ Quy Nguyên Tông này rất cao Dù trên tinh vực cấp 6 của chúng ta Người này cũng được rất nhiều tu sĩ coi trọng cũng may trước đó chúng ta chỉ đánh người bị thương chứ không giết người Nếu không thì... Gã nói đến đây thì quét mắt nhìn Triều Hải Lúc này Triều Hải lại trầm tư Nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác nghĩ mà sợ Trước khi chúng ta đến đây thì trên đường đi có gặp người của tử Đạo Tông Mục tiêu của đám người này hình như chính là Nguyên Nguyên Tông Giống như giữa bọn họ có chút ân oán cá nhân vậy Nhưng lần này chỉ sợ là lô dân tổng tử Đạo Tông đến đây sẽ đá trúng khối sắc lớn đó nha <laughs> Triệu Vũ cười khẽ, bộ dạng có chút hả hê. Tên lưu dân tộc này cũng không phải là loại người đơn giản đâu. Phùng Bội Sơn nói khẽ, hình như cũng muốn đàm luận về người này. Gã trầm giọng nói. À, thôi, kể từ nay ba người chúng ta hành sự phải cẩn thận một chút. Bây giờ đi đến đại lục khác thôi. Ba người hóa thành cầu vùng dẫn theo đám đệ tử phía sau phóng thẳng về phương xa. Người được đại trưởng lão coi trọng tuyệt đối là không đơn giản. Tên lưu dân tộc nữ hình như cũng có lại lịch rất là thần bí đây Trong luồng cầu vồng Phùng Bội Sơn lắc đầu không muốn nghĩ thêm về vấn đề này nữa Lúc này Vương Lâm mới thu ánh mắt đang nhìn về phía chân trời kia lại Trước đó hắn ra tay đều đã suy xét rất cẩn thận Khi còn trên manh hoang đại lục Hắn quá vội vàng Mặc dù đã chuyển mục tiêu Nhưng vẫn còn để lại đó vài manh mối Những đầu mối này Vương Lâm không thể xóa đi được Lúc đó hắn cũng không có thời gian mà quan trọng là càng muốn xóa đi dấu vết càng để lại nhiều đầu mối được rồi chuyện quan trọng trước mắt là phải nhanh chóng đề cao tu di nếu cuối cùng vẫn bị người ta phát hiện ra thì cùng lắm là đi phong tiên giới sớm hơn một chút mà thôi trong thời gian này vương lâm từ trong ký ức độc bà tử và quyên nguyên tông đã biết được phong tiên giới của vân hải trên vực những người này không dám tiến vào phong thiên giới quá sâu tất cả đều chỉ dám ở bên ngoài tìm bảo vật mà thôi đi đến phong tiên giới là sát chiêu ta chuẩn bị cho thác sâm trong mắt vương lâm chợt lóe lên hào quang vì hắn coi trọng phong tiên giới nên mới mạo hiểm thử nghiệm phương pháp luyện thú trong ký ức của độc bà tử nếu một khi thành công thì vương lâm càng nắm chắc cơ hội tiến vào phong tiên giới mà địa điểm luyện thú của vương lâm cũng có thần thức cấm chế ngoại trừ những người có trình độ cấm chế vượt qua hắn nếu không sẽ chẳng thể nhìn ra chút manh mối nào hơn nữa chỉ cần vương lâm khẽ động tâm niệm thì tất cả mọi thứ bên trong sẽ bị hủy diệt nên hắn không sợ bị kẻ khác phát hiện ra điều này Lúc này, trong luồng sương mù mờ ảo trên một tinh vực cấp 5, có một con thú khổng lồ dài trên 300 trượng. Linh thú này giống như mảnh hổ, trên đỉnh đầu còn có một cái chiếc sừng sắc bén dài trên 10 trượng. Bên trên bùng ra những luồng hàng quang nồng nặc. Trên lưng mảnh hổ có hơn 30 người khoanh chân ngồi, vẻ mặt ai nấy cũng đều cực kỳ bình tĩnh. Trong đám người có nam có nữ, trên người bùng ra những con sóng tu vi chấn động. Trước mặt bọn họ có một người đàn ông đứng bên cạnh cái sừng độc nhất của mảnh hổ đây là một người đàn ông trung niên áo bào màu tím đang không gió tự bay người này chắp tay sau lưng lặng lẽ nhìn sương mù trước mặt cũng không biết đang nghĩ đến điều gì sau lưng người này là một lão già rất cung kính ánh mắt lão cũng đang nhìn chằm chằm về phía trước Tông chủ, với tốc độ của hổ thú thì chưa đến một ngày sẽ tới mặt la đại lục rồi. Lão già kia khẽ nói, những người này chính là tu sĩ tử đạo tung Vốn thời gian bọn họ tiến đến Mạc La Đại Lục sẽ không lâu như vậy, nhưng vì chuyện đan phương và đan dược và những tông phái tinh vực cấp 6 xâm nhập đã làm cho tử đạo tông bắt buộc phải trì hoãn kế hoạch đi đến Mạc La Đại Lục. Sau khi giải quyết xong tất cả những chuyện lạc vặt và cũng tìm kiếm với tinh vực cấp 6, tử đạo tông đã lập tức lên đường, bước trên con đường tiến về phía quy nguyên tông. Ánh mắt của người đàn ông trung niên vẫn nhìn về phía trước giống như đang suy xét điều gì đó một lúc lâu sau người này mới gật đầu rồi bình tĩnh nói sau khi giải quyết xong chuyện này thì sẽ có một đáp án lão già khẽ giật mình cũng không hiểu những lời nói của người của địa vị cao nhất tử đạo tông có nghĩa là gì trong chỗ không cần phải chấp nhất những chuyện vừa xảy ra lão già đang muốn nói tiếp thì người đàn ông trung niên lắc đầu nói vì không hiểu đại loạn một khi bùng lên thì không những chỉ có những tu sĩ của tinh dực cấp 6 trong dân hải đến mà ngay cả cấp 7, cấp 8 và cấp 9 cũng sẽ đến nữa. Người đàn ông trung niên như đang tự nói với chính mình, dưới chân hai lông mày lóe lên chút lo lắng. Dù sao thì giá trị của Đan Phương và Ngọc Giảng cũng quá cao, khó tránh khỏi làm cho người ta động tâm mà. Lão già bên cạnh khẽ nói. Đan Phương là vật chắn lành, năm xưa khi lần đầu tiên xuất hiện đã gây ra một kiếp nạn cho dân hải, Lần này lại xuất hiện Không biết rốt cuộc là kẻ nào đã lấy đi Đăng Phương và Ngọc Giáng Rồi bắt đầu lẫn trốn rồi Lão già có chút do dự rồi khẽ nói Không nên coi thường những lão quái vật của tinh vực cấp 6 đâu Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười Lão già trở nên sửng sốt Cẩn thận suy nghĩ một lúc Nhưng không thể giải thích được Chẳng lẽ có kẻ khác lấy đi sao nếu quả thực do độc bà tử lấy đi Ngũ độc môn hiện nay vẫn còn tồn tại sao chứ Trong mắt người đàn ông trung niên lộ ra cái nhìn cơ trí Giả khẽ nói Với tu di của độc bà tử Sao có lực ngăn cản thi lạc hình tự bạo chứ Sao có thể không lộ ra bất kỳ tung tích nào Với sự lục soát gắt gao của tinh dịch cấp 6 Làm sao có thể giết được tiền quý chung Người hoa thanh tông khi chạy trốn được chứ Tiền quý chung có tu di toái niết ai có thể trong khoảng thời gian một nén nhang giết chết được hắn trước khi đợt cứu diện thứ hai của Hoa Thanh Tông đến chứ? Lão già hít một hơi thật sâu, tâm thần chấn động. Một lúc sau, lão mới bình tĩnh trở lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiền quý chung của Hoa Thanh Tông lại bị giết sao? Lão già rõ ràng không biết được chuyện này. Độc bà tử không thể làm được tất cả những vấn đề này. Chỉ có tu sĩ thần bí lấy được đan phương và ngọc giảng mới có được thực lực như vậy. Người giết tiền quý chung cũng chỉ là bất đắc dĩ Có lẽ khi đã rời khỏi manh hoang đại lục Thì gặp tiền quý chung Tình tiền quý chung kia sinh ra nghi ngờ Mới bị người ta giết chết Trong mắt người đàn ông trung niên Hiện lên vẻ tán thưởng Các phong tàn nhẫn Ra tay quyết đoán Giết chết tiền quý chung rất gọn gàng Người này lại lợi dụng một khoảng thời gian ngắn Để chuyển mục tiêu của tất cả tu sĩ cấp 6 Lên người của độc bà tử Dán lên bức màn sương mù tranh thủ một khoảng thời gian ngắn khi những tu sĩ tinh dược cấp 6 còn chưa kịp phản ứng để trốn ra khỏi mạng lưới phong tỏa của bọn họ. Nếu là ta chỉ sợ rằng cũng khó có thể làm được điều này. Quan trọng là tâm trí của người này cực sâu, ta không biết hắn chuyển mục tiêu lên người độc bà tử là có âm mưu gì khác hay không. Nếu kẻ đó biết được rõ ràng đạo lý của chuyện này rồi, giá họa cho độc bà tử, không phải tâm trí của hắn đã thành công rồi hay sao chứ? Vẻ tán thưởng trong mắt người đàn ông trung niên lại càng trở nên nồng đậm trái tim của lão già đứng bên cạnh cũng đập lên thình thịch. Sau khi lão trầm ngâm một lát thì vẫn còn cảm thấy có chút khó hiểu. Người đàn ông trung niên không quay đầu lại nhưng cũng hiểu rõ những nghi hoặc của lão giả. Giả khẽ nói. Nếu thành công nắm được Ngọc Giảng và Đan Phương vào trong tay thì đối với tinh dược cấp 6 sẽ giống như tiến lên một bước vô cùng vinh quang. Nhưng nếu không tìm ra được manh mối mà để cho Ngọc Giảng và Đan Phương biến mất thì kết quả chỉ là một tai họa. Bọn họ cần chính là một công đạo phải cho những tinh dược cấp 7, cấp 8 Thậm chí là cấp 9 một công đạo rõ ràng Trong mắt lão già lóe lên những luận tinh quan thấu hiểu Người vẫn còn chút không dám tin Lão trầm giọng, nói ừ, Vậy cho nên bọn họ vẫn để cho độc bà thứ tồn tại Chứng tỏ đã ấn định cái chết của tiền quý chung Do độc bà thứ gây ra Dù sao độc bà thứ không thể làm được điều này Cũng được ấn định cho những cao thủ ngũ độc môn Người đàn ông trung niên cười cười Khẽ lên giọng giống như đang nói với chính mình Vị <laughs> tu sĩ thần bí kia rất thông minh và nhìn xa trông rộng. Hắn đã cấp cho những tin vực cấp 6 một công đạo. Dù cuối cùng chuyện này sẽ như thế nào thì công đạo này cũng sẽ giảm bớt tai họa đổ lên đầu bọn họ. Nếu không chỉ một nhóm người nhỏ bé, sao có thể tìm ra được sự tồn tại của tu sĩ toái niết chứ? Chỉ là một nhóm tu sĩ tịnh niết trong thời gian một nén nhang được sau chứ? Nếu ta là tông chủ của môn phái cấp 6, nói không chừng sẽ dùng toàn lực để xóa đi những manh mối của vị tu sĩ thần bí kia không để lộ ra bất kỳ manh mối nào. Nếu như vậy không phải ngủ độc môn chắc chắn sẽ bị diệt rồi hay sao? Lão già bên cạnh chấn động tâm thần, trong mắt nhìn về phía người trung niên lộ ra sự sùng kính và kiên kỵ rất sâu, thậm chí còn có chút sợ hãi. Lão già đã đi theo Lưu Vân Tùng nhiều năm, từ khi bắt đầu không chút tiếng tâm gì cho đến đỉnh phung. Ba ngàn năm trước, tử đạo tông chỉ là một môn phái nhỏ trong tinh vực cấp năm. Ngay khi được đặt vào tay của người này thì phát triển đến giai đoạn hiện nay đã trở nên dũng mãnh dù không phải mạnh nhất trong tinh vực cấp 5 nhưng nếu nhắc đến lưu vân tùng thì những tinh vực cấp 6, cấp 7, cấp 8 đều biết ta rất muốn có quan hệ với tinh tu sĩ thần bí này ta có dự cảm sẽ có một ngày đối mặt với hắn đó trong mắt người trung niên nam tử lộ ra sự chờ đợi bóng dáng chắp tay sau lưng của gã giống như một ngọn núi sừng sững trong mắt của lão già phía sau lão già trầm tư Thời gian chậm rãi trôi qua, linh thú mảnh hổ phá tan sương mù phóng thẳng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi còn nửa ngày lại đến mặt la đại lục, thì đột nhiên tinh không phía trước nổi lên một vùng lam quang. Luồng lam quang yêu dị này lại xuyên hẳn qua sương mù, làm tất cả mọi thứ đều có một màu xanh, giống như một bức tranh vậy. Thân thể linh thú mảnh hổ lập tức dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, mơ hồ còn có chút sợ hãi nữa. Nó khẽ hướng về phía trước gầm rống nhưng không dám tiến đến. Tình cảnh bất ngờ lập tức làm cho tất cả tu sĩ đang ngồi trên lưng mảnh hổ mở bừng hai mắt ra. Vẻ mặt đám người lúc này vẫn rất bình tĩnh. Bọn họ đều yên lặng đứng thẳng người lên, lạnh lùng nhìn về phía trước nhưng không hoảng loạn. Bởi vì bọn họ là tu sĩ tử đạo tông, là đệ tử hạch tâm của tử đạo tông, được chính tay tông chủ Lô Vân Tùng bồi dưỡng. Bọn họ có thể kiêu ngạo, có thể chết, có thể thất bại, nhưng tuyệt đối không thể sợ hãi dù núi đổ sụp xuống đỉnh đầu cũng phải bình tĩnh vẻ mặt của lão già bên cạnh lưu vương tùng trở nên ngưng trọng lão nhìn chầm chầm vào vườn lam quan phía trước nhưng vẻ mặt lưu vương tùng vẫn không chút gì thay đổi nào gã lặng lặng nhìn sương mù phía trước giống như chưa từng có vấn đề gì xảy ra trước mắt những láng sương xanh thẳm bao phủ khắp bốn phía rồi dần dần bùng lên phạm vi ngàn trượng trong những làn sương xanh cuồn cuộn vận chuyển đi ra một bóng người tuyệt đẹp. Một cô gái với mái tóc xanh, cả người mặc bạch y. Trên vẻ mặt tinh xảo không có sự lạnh lùng, không có dấu hiệu khắc nghiệt của thời gian. Nếu có chỉ là sự yên lặng và trang nhã. Đôi bàn tay nàng trắng sáng như ngọc, nàng cầm theo một cái ống sáo xanh biếc giống như tiên tử từ trong hư vô đi ra, hàng lâm xuống nhân gian này. Khi vị tiên tử này đến gần, trong nháy mắt khi toàn bộ thân hình đều hiện ra trước mắt mọi người thì sương xanh trong phạm vi ngàn trượng đột nhiên chuyển động dữ dội. Tất cả sương xanh đều trở thành thực chất rồi huyển hóa ra một con linh lung lam sắc dài ngàn trượng. Vị tiên tử này đang đứng trên đỉnh đầu của con linh lung lam sắc. Nàng đang yên lặng nhìn Lô Vân Tùng. Trong mắt nàng không có bất kỳ con sống dao động nào. Tất cả đều tinh khiết, không có chút tạp chất nào. Giống như một cái đầm lầy âm u làm con người ta phải si mê. Nếu đứng ở đây, dù là người tàn bạo cũng sẽ bình tĩnh trở lại, trong lòng cũng không có bất kỳ cảm giác tự ti nào. Lý Thiến Lưu Vân Tùng vẫn chắp tay sau lưng, ánh mắt của gã chuyển lên người cô gái trước mặt. Dù trong lòng gã đang cực kỳ kinh ngạc với vẻ đẹp của sự yên lặng và ý cảnh kỳ dị của cô gái kia, nhưng vẻ mặt của Lưu Vân Tùng lại không có bất kỳ thay đổi nào. Lý Thiến phá thiền tông cấp chín, Lão già bên cạnh Lưu Vân Tùng lùi lại vài bước, vẻ mặt trở nên cảnh giác lão chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra thân phận của đối phương. Trong vương hải tinh vực này chỉ có duy nhất một cô gái tóc xanh, đó là Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai sinh ra mắt Lô Huynh. Trên mặt Lý Thiến Mai hiện lên nụ cười, nàng hướng về phía Lô Vân Tùng rồi hơi cúi người xuống. Lý Đạo Hữu quá khen rồi. Lô Vân Tùng ôm quyền cười, nói. Lô Huynh, Thiến Mai có ba vấn đề muốn hỏi, mong Lô Huynh có thể giải thích rõ ràng cho. Lý Thiên Mai cười rất nhu hòa, vẻ mặt lại càng hiện rõ sự yên tĩnh, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng. Trên đường đi nàng đã hỏi vấn đề này với rất nhiều người. Những người phải trả lời đều là những nhân tài kiệt xuất, nhưng cuối cùng cũng không có người nào trả lời đúng đáp án trong lòng nàng. Ba vấn đề của nàng cuối cùng chỉ có thể hỏi được một, không có bất kỳ người nào có thể để cho nàng hỏi đến vấn đề thứ hai, chưa nói gì đến vấn đề thứ ba. Xin cứ nói. Vấn đề thứ nhất, cái gì là thiên? Lý Thiên Mai khẽ hỏi. Lưu Vân Tùng nhìn Lý Thiên Mai rồi trầm ngâm trong khoảnh khắc. Gã chậm rãi trả lời. Thiên là nhà tù. Lý Thiên Mai khẽ nhăn mày, hiện lên vẻ đẹp động lòng người. Một lát sau, hai mắt nàng trở nên sáng người, trên mặt lộ ra nụ cười như hoa bách hợp nở rộ. Lưu Huynh trả lời rất có ý tứ. Thiên Mai rất muốn biết vì sao Thiên lại là nhà tù. Đây là vấn đề thứ hai sao? Lưu Vân Tùng cười, nói Không phải, vẫn là vấn đề thứ nhất Lưu Hình có thể trả lời được không? Lý Thiên Mai dịu dàng dưới những lọn tóc xanh Nàng khẽ hỏi Đối với con ếch trong giếng Thì miệng giếng chính là thiên Đối với con cá trong nước Thì mặt nước chính là thiên Miệng giếng là nhà tù ếch Mặt nước là giới hạn của cá Lưu Vân Tùng nhìn Lý Thiên Mai Gã trầm giọng nói Người cũng như ếch như cá cho nên thiên chính là nhà tù ít muốn dược ra ngoài giếng cả muốn nhảy ra khỏi mặt nước người tất nhiên muốn phá vỡ thiên đi ra khỏi đạo trói buộc này lý thiên mai yên lặng suy nghĩ hai mắt càng trở nên sáng ngời trong mắt nàng hiện lên vẻ tán thưởng nàng dùng tay vén một sợi tóc mềm mại ra sau rồi nói khẽ lưu huynh trả lời rất đặc biệt là người buộc thiên mai phải hỏi câu thứ hai xin lưu huynh tiếp tục giải thích cho Lý Thiến Mai nhìn qua người đàn ông trước mặt, nàng sớm đã nghe nói được trong tinh vực cấp 5 có một kỳ nhân Lưu Vân Tùng, người này tâm trí cực cao lại hiểu biết rất sâu về đạo lý. Nếu Lô Mổ trả lời được ba vấn đề của Thiến Mai, vì nàng mà giải thích nghi ngờ thì có nhận được lợi ích gì không vậy? Lưu Vân Tùng mỉm cười, gã nhìn qua Lý Thiến Mai rồi chờ đợi đối phương trả lời. Lý Thiến Mai mở lớn hai mắt, nàng khẽ cười nói: <laughs> Nếu Lưu Huynh có thể giải thích những nghi hoặc của Thiến Mai Vậy thì sau đó Thiến Mai sẽ thổi cho Huynh nghe một khúc Được Lưu Vân Tùng cười ha hả Gã nhìn Lý Thiến Mai một cái thật sâu Gã dạ vẫn không hiểu cô gái kia hỏi vấn đề này để làm cái gì Vấn đề thứ hai Cái gì là đạo Lý Thiến Mai nhìn qua Lưu Vân Tùng rồi khẽ hỏi Lão già dạ bên cạnh Lưu Vân Tùng vẫn đang chú ý lắng nghe sau khi tông chủ trả lời xong câu thứ nhất Thì trên mặt của lão hiện lên nụ cười Nhưng lúc này sau khi nghe câu hỏi thứ hai Thì vẻ mặt lại trở nên cổ quái Lô Vân Tùng nhướng mày Rồi rơi vào trầm tư Lần này gã trầm ngâm rất lâu Vượt qua trước đó rất xa Lý Thiên Mai cũng không nóng nảy Nàng vẫn đứng đó mà chờ đợi Vẫn nhìn Lô Vân Tùng đợi đáp án Đạo là lưới Một nén nhăn sau, Lô Vân Tùng chậm rãi mở miệng nói Giải thích thế nào? Lý Thiên Mai suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi. Lưu Vương Tùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi trầm tư một lúc, nói Tất cả những gì dẫm lên dưới chân, tất cả đều là thiên địa. Có kẻ bước đi tạo ra con đường, cho nên mới có đạo. Cho nên có con đường, đạo chính là đường. Phương hướng sẽ được chỉ dẫn khi chúng ta phá vỡ ao tù. Hai mắt Lý Thiên Mai càng trở nên sáng người, vẻ tán thưởng lại càng trở nên nồng đậm. Đa tạ lưu hình đã giải thích những nghi hoặc trong lòng Thiến Mai Điều này đã làm cho Thiến Mai hiểu rõ được rất nhiều Lưu hình lần này dội dàng Không biết đang muốn đi đâu vậy Lão già bên cạnh Lưu Vân Tùng Do dự một chút rồi ôm quyền Nói Đây là vấn đề thứ ba của Lý Đạo Hữu sao Lý Thiến Mai chỉ yên lặng mỉm cười mà không nói gì Đi về phía mặt La Đại Lục Để làm rõ một vấn đề Để tìm một công đạo vẻ mặt Lưu Vân Tùng vẫn như bình thường nhưng trong lòng lại thầm tiếc nuối. Dù gã hiểu được chính mình không có cơ hội trả lời vấn đề thứ ba. Chẳng biết Lưu Huynh có chịu để Thiến Mai đồng hành không vậy? Lý Thiến Mai mở mắt lớn nhìn Lưu Vân Tùng, nàng khẽ nói. Có thể cùng Thiến Mai đồng hành, tất nhiên sẽ rất hoan nghênh rồi. Lưu Vân Tùng cười ha hả rồi khẽ gật đầu trên đường đi lưu vân tùng và lý thiến mai khẽ nói chuyện với nhau chứng đạo cũng hiểu rõ đạo lẫn nhau hai người đều tỏ ra vẻ tán thưởng nói chuyện với nhau rất vui vẻ còn lão già kia thì vẫn gần đó ánh mắt chốc chốc lại rơi trên người lưu vân tùng và lý thiến mai trong mắt lại lộ ra vẻ cổ quái lại có chút vui mừng sau khi thay tử tông chủ qua đời thì không tiếp tục cách đạo lữ với người nào khác nữa lý thiến mai đến từ phá thiên tông này mặc dù mới gặp mặt cùng tông chủ nhưng lại rất ăn ý với nhau nếu hai người có thể kết hợp thành đạo lửa Như vậy thì với tài trí của tông chủ Tất nhiên sẽ tiến thêm một bước dài Tương lai sẽ không có giới hạn rồi Tử đạo tông của ta sẽ vì điều này Mà gian danh dân hải Sau khi Lý Thiến Mai Rời khỏi Phá Thiên Tông Trên đường đi cũng rất ít khi trò chuyện như vậy Cũng không người nào có tư cách nói chuyện với nàng Ngoại trừ một mình Lưu Vân Tùng này Người này ngay cả sư tôn Cũng phải khen ngợi Nói hắn chính là địa nhất nhân trên tinh vực cấp 5 ngay cả thần tông cũng chú ý đến hắn nữa Hắn quả thật là một người đàn ông kỳ dị hiếm thấy mà Chưa giao đạo và độ tuổi của hắn Có thể thấy hắn đã hiểu sâu như thế nào rồi Điều này rất hiếm thấy Chỉ điều này tu di ta tuy có cao Nhưng lại không bằng hắn Đáng tiếc ngay cả người như vậy Cũng chỉ phải dừng lại ở câu trả lời thứ hai Trong lòng Lý Thiến Mai thầm nghĩ Thiên Mai cô nương muốn tìm được người tu sĩ thần bí đã đoạt được cọc giảng, việc này sợ rằng có chút khó khăn đấy. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần đã nói đến chuyện tu sĩ thần bí đã đoạt được đan phương và ngọc giảng. Lưu Vân Tùng không giấu, cũng không cần phải giấu, gã đem tất cả những suy nghĩ của mình nói ra. Tên tu sĩ thần bí này rất tâm cơ, xem ra muốn tìm được hắn cũng không dễ đâu. Lý Thiên Mai chấm chấm vạt áo lên trán, sau khi nghe Lưu Vân Tùng phân tích, nàng cảm thấy có chút hứng thú với tu sĩ thần bí kia. Làm việc quyết đoán, tâm trí cực sâu, ra tay tàn nhẫn, cả đời lô mổ cũng không bội phục nhiều người. Nhưng mà tu sĩ thần bí này cũng được tính là một trong số đó đó. Lưu Vân Tùng tán thưởng nói, vẻ luyến tiếc trong mắt lại càng đậm. Đây cũng chỉ là những phân tích của Lưu Huynh thôi, có lẽ thực sự cũng chưa chắc đã là như vậy. Lý Thiên Mai khẽ nói. Hy vọng suy đoán của ta là thật Để lô mổ có thêm cơ hội đi đánh một trận Làm cho đời người càng thêm đặc sắc Lô Vân Tùng thở dài Trong mắt hiện lên vẻ chờ mông Khi mọi người liên tục tiến lên phía trước Thì khoảng cách đến mặt la đại lục ngày càng gần Lúc này đưa mắt nhìn Có thể mơ hồ thấy trong vùng sương mù phía trước Là hình bóng của mặt la đại lục ở phương xa Linh thú mảnh hổ dừng lại Rồi bay bổng trên không trung Hai mắt nó lạnh lùng nhìn về phía trước Tỷ đạo tông dù sao cũng có cùng một chủ tông với quy nguyên tông Đừng để làm ra những hỗn loạn quá lớn Thôi thì để ta đi trước Các người cứ ở lại chỗ này đi Lưu Vân Tùng nhìn về phía lão già bên cạnh Rồi bình tĩnh, nói Lão già gực đầu xưng dạ Thiến Mai nè Cô cuối cùng đi chứ Lưu Vân Tùng nở nụ cười Ánh mắt gã lại rơi trên người Lý Thiến Mai Lý Thiến Mai khẽ vùng ống tay áo Hai người hóa thành hai luồng cầu vùng phóng thẳng về phía mặt là đại lục lão già nhìn về phía hai người cùng biến mất rồi khẽ nói có lẽ tông chủ và nàng ta sẽ thực sự kết thành đau lửa rồi trước đây vương lâm đã được nếm thử lực lượng của đan dược trong vân hải tinh vực dựa vào những cảm ngộ của thú hùng trong từng khối đan dược hắn mơ hồ tìm được những ý niệm tinh túy trong vân hải tinh vực vương lâm mượn cảm ngộ của thú hùng về thiên đạo mà tiến tới dung nhập vào trong ý cảnh của chính mình. Lúc này Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trước dược viện, cự tuyệt sự cầu kiến của đám người Lữ Yến Phi. Hắn đang cầm trong tay viên đan dược cấp 8, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đan dược của dân hải tinh dược chỉ có một sơ hở, bượng thú hồn để chứng đạo rồi đạt được cảm ngộ ý cảnh. Những điều này rất khó hoàn thiện, muốn tự trong những thứ hỗn loạn này lấy được ý cảnh cần thiết. Điều này phải nuốt liên tục rất nhiều đan dược mới có thể thành công được. Sau khi trầm tư chốc lát, Vương Lâm nhìn vào viên đan dược trong tay, đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa, vẻ mặt lại trở nên bình thường không có chút thay đổi nào. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn xuống viên đan dược trong tay. Không lâu sau, cánh cửa dược viên bị người ta đẩy ra, cả hai người một nam một nữ đi vào. Người đàn ông kia mặc áo bào tím, tướng mạo rất uy nghiêm, không giận tự uy, hai mắt như sao ẩn chứa những tâm trí sâu đậm. Cô gái bên cạnh người kia tướng mạo tuyệt vời, làn da như ngọc, cả người mặc một bộ áo trắng, trong tay đang cầm một cây sáo ngọc trong suốt. Trên người nàng buông ra một luồng khí tức suốt trần, có vẻ rất yên lặng. Hai người này tiến vào không làm cho bất kỳ tu sĩ quy nguyên tông nào chú ý, giống như tự nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt khi tiến vào dịch viện, ánh mắt của người đàn ông trung niên rơi trên người vương lâm, đồng tử hai mắt của người kia khẽ coi rút, không nói lời nào bước đi của gã cũng không nhanh nhưng mỗi lần hạ xuống thì giống như là đang giẫm lên trái tim đang đập của vương lâm giống như ẩn giấu một loại pháp tắc nào đó tự nhiên sinh ra một luồng uy áp khó có thể nói thành lời càng thêm quỷ dĩ chính là khi người đàn ông trung niên tiến về phía trước chỉ trong khoảng cách hơn vài chục bước chân mà bầu trời phía sau đột nhiên trở nên âm u lúc này bầu trời trông giống như là bị mây đen bao phủ khi kẻ này liên tục tiến lên phía trước Thì bầu trời âm u phía sau Giống như là thun vệ tất cả ánh sáng Rồi lại theo đó vận động Ngồi Vương Lâm vẫn không ngưỡng đồ Đối với đôi nam nữ có thể đi đến được dược viện này Tìm được chính mình Dưới tình huống không bị bất kỳ tu sĩ quy nguyên tông nào phát hiện ra Vương Lâm cũng thấy không nằm ngoài dự đoán Vương Lâm chỉ nói một chữ Nhưng mà trong nháy mắt khi chữ này vừa ra khỏi miệng Bước chân của người đàn ông trung niên kia Đột nhiên khựng hẳn lại Khoảnh khắc này giống như là 10 bước chân trước đó giảm xuống, làm trái tim người ta phải nhảy loạn đã trở nên rối loạn, làm người ta không phân biệt được thực giả. Giống như tất cả mọi thứ trước đó đều tan vỡ khi tâm niệm Vương Lâm khẽ động. Vẻ mặt của Lưu Vân Tùng lập tức trở nên ngưng trọng. Loại cảm giác này gã hiểu được rất rõ ràng. Trước đây gã đã tản ra tu vi và ý cảnh để bao phủ chính xác khắp người tên đàn ông áo trắng trước mặt này. Mỗi bước chân mà gã tiến lên đều do ý cảnh biến thành, mỗi bước tiến về phía trước đều dùng ý cảnh để tấn công. Trong lúc đi về phía trước, ý cảnh dung nhập vào thiên địa. Đạo lại hóa thành mây đen che kín bầu trời, làm khí thế toàn thân Lưu Vân Tùng trực tiếp tiến lên đỉnh phong. Vài chục bước chân đơn giản giống như là mượn lực lượng thiên địa để hàng lâm về phía người đàn ông áo trắng bình thường trước mặt này. Nếu là một người khác, chỉ vài chục bước chân này cũng đủ làm đạo niệm tan vỡ, nguyên thần bị tổn thương nghiêm trọng thậm chí còn có thể lưu lại dấu ấn trong nguyên thần từ đó làm cho đạo cơ tan vỡ mặc dù kẻ khác có thể phản kháng nhưng tất nhiên sẽ để lộ ra sơ hở lô vân tùng cực kỳ tự tin vào đạo niệm ý cảnh cực kỳ kiên định của chính mình không ngờ lúc này gã lại trở nên chấn động chỉ vì một chữ của người đàn ông áo trắng rất bình thường trước mặt này một chữ này vừa ra khỏi miệng tất cả mọi thứ mà gã tạo ra trước đây đều tan vỡ tất cả đều trở thành hư ảo vì sao không ngồi vương lâm ngẩng đầu thu hồi ánh mắt từ trên đan dược trong nháy mắt khi ánh mắt của hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên giống như là có những luồng sấm sét nổ ầm ầm trong vô hình giống như cuộn phun quét ngang qua tất cả mọi thứ đều biến mất trời quang mây tạnh dù đạo của lưu vân tùng có sâu sắc như thế nào dù đạo niệm có kiên định như thiên địa thì cũng không thể nào so sánh với vương lâm được con đường tu đạo của Vương Lâm đã cảm ngộ sinh tử luân hồi 500 năm. Sau 900 năm thì sinh tử luân hồi trở thành nhân quả tuần hoàn. Sau nhiều năm lại trở nên nhân quả viên mãn, rồi lại một lần nữa chuyển hóa thành chân giả ý cảnh. Lù Vân Tùng lấy gì mà so sánh đây? Lấy tư cách gì để so sánh chứ? Không thể so được. Lý Thiên Mai vẫn đứng ở bên cạnh quan sát. Nàng đi cùng Lô Vân Tùng cũng vì những hiểu biết của hắn về đạo làm cho nàng phải kính nể nàng cho rằng trong những tiểu bối có rất ít nhân tài vượt qua được những hiểu biết của lô vân tùng đây chính là nguyên nhân mà lô vân tùng được rất nhiều tinh vực cấp cao coi trọng nhưng tình cảnh trước mắt lộ ra những luồng sáng trước nay chưa từng có vị huynh đài này ta có ba câu hỏi không biết có thể giải thích không tình cảnh xảy ra trong dược viện không có bất kỳ tu sĩ quy nguyên tông nào nhìn ra được manh mối cả khu vườn phía nam đã trở thành cấm địa nên không có đệ tử nào bước vào nửa bước dù là đám người lữ yến phi nếu không được gọi cũng không dám xâm nhập lúc này vẻ mặt của lô vương tùng cực kỳ khó coi gã nhìn chằm chằm vào vương lâm và rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ánh mắt của người đàn ông áo trắng có vẻ tầm thường này rất bình tĩnh nhưng nếu lô vân tùng tiến vào một bước thì có cảm giác trời sập gã lùi về sau một bước thì đạo niệm tan vỡ như băng giống như là đạo của lô vương tùng rõ ràng chỉ là một đứa trẻ đang được người đàn ông trước mặt này đùa giỡn mồ hôi lạnh từ trên trán lô vân tùng đổ ra cả đời gã đều chỉ là hư ảo nhưng nếu đối phương khẽ động tâm niệm thì sẽ lập tức trở thành những tồn tại thực sự gã còn sinh ra cảm giác giống như là thiên địa này cũng có thể biến đổi theo đạo niệm của người này những suy nghĩ quái dị bùng lên trong lòng lô vân tùng đúng lúc này lời nói của lý thiến mai lại vang lên âm thanh dịu dàng và dễ nghe của nàng lại có thêm chút ưu nhã có thể làm cho tâm thần người ta dịu hẳn xuống. Khi ánh mắt của Vương Lâm dời qua Lô Vân Tùng nhìn lên mặt Lý Thiến Mai, lúc này Lô Vân Tùng mới thở phào nhẹ nhõm. Gã hít một hơi sâu rồi lui về phía sau với vẻ mặt âm trầm. Vương Lâm bình tĩnh nhìn Lý Thiến Mai, tu vi của cô gái này sâu không thể dò. Lúc này tuy tất cả đã thu lại nhưng Vương Lâm có thể thấy được cô gái xinh đẹp tuyệt trần này có thần thông toái niết. Đạo hữu là người phương nào? Ánh mắt Vương Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng tâm thần lại cực kỳ căng thẳng. Ngọn gió thổi qua nhẹ nhàng Làm cho những sợi tóc tuyệt đẹp Của Lý Thiến Mai khẽ tung bay Nàng dùng tay vuốt mấy sợi tóc Rồi nhìn Vương Lâm Nàng khẽ nói Lý Thiến Mai phá thiên tông Lý Đậu Hữu tới đây có chuyện gì vậy Vương Lâm chứng động tâm thần Nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ thay đổi nào Rồi chậm rãi, nói Lý Thiên Mai khẽ cười Nàng chớp mắt rồi lại cười, nói Tới đây hỏi đạo hình ba vấn đề Giải thích nghi hoặc cho Thiên Mai Vì sao ta phải giải thích cho người chứ Giọng nói Vương Lâm vẫn cực kỳ bình thản Lý Thiên Mai cũng rất điềm tĩnh Nàng suy nghĩ một chút rồi nói Thiên Mai có thể thổi một khúc sáo cho đạo huynh nghe. Không cần, Vương Lâm nhíu mày rồi thẳng thừng nói Thiên Mai sẽ vì đạo huynh giải quyết chuyện phát sinh với tử đạo tông Trên mặt Lý Thiên Mai hiện lên nụ cười nàng khẽ nói Cũng không cần Vẻ mặt Lý Thiên Mai trở nên khổ não Nàng nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ nói Đạo huynh có lẽ đã hiểu lầm rồi Thiên Mai và Lưu Huynh chỉ là gặp nhau trên đường thôi Khi đó Thiên Mai cũng không biết chuyện gì cả Thiện đường đi đến đây với Lưu Huynh Thiên Mai cũng không có ý muốn đấu đạo pháp với đạo huynh. Thiên Mai cũng không tham dự vào chuyện của đạo huynh và tử đạo tông. Thiên Mai chỉ muốn hỏi người ba vấn đề đang nghi hoặc mà thôi, cũng không có ý gì khác cả. Lý Thiên Mai rất ít khi giải thích kỹ càng như vậy. Lúc này tất nhiên cũng nhìn rõ Vương Lâm cho rằng mình cùng đi với Lưu Vân Tùng, cho nên phải buồn rầu giải thích một lượt. Vương Lâm tập trung tinh thần nhìn Lý Thiên Mai một lúc, sau đó hắn khẽ nhăn mày, trầm giọng nói: Vấn đề trên phương diện nào? Liên quan đến đạo. Lý Thiên Mai lại cười, nói. Một vấn đề đổi lấy một vật phẩm. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Lưu Vân Tùng đang ở bên cạnh nghe đến đây thì cười khổ. Trước đó khi gã gặp Lý Thiên Mai thì không nghĩ đến chuyện yêu cầu vật phẩm mà chỉ muốn dùng tiếng sáo nghe cho vui. Cũng có ý muốn tạo ra quan hệ tốt với Lý Thiên Mai. Lúc này Lý Thiên Mai cũng khẽ giật mình, nàng gật đồ, cười, <laughs> Nếu đạo hình có thể giải thích được những nghi hoặc của Thiến Mai Thì đây là chuyện đương nhiên rồi Hỏi đi Vương làm cúi đầu nhìn viên đang giữ cấp 8 trong tay mình Rồi bình tĩnh nói Đạo huynh à Câu hỏi thứ nhất của Thiến Mai Cái gì là thiên Hết tập 240 của bộ truyện tiên nghịch Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio